Cảm ơn quý vị đã chờ đợi và đón xem chương trình SBTN Washington DC. Kế tiếp, quý châu xin gửi đến quý vị phần 2 của cuộc phỏng vấn giữa võ thành nhân và võ sư Ung um Kim Lân nói rõ hơn về võ học Taekwondo, ITF và WTF. Kính mời quý vị theo dõi. À, kính thưa chúng tôi xin được cảm ơn và chúng tôi xin được tiếp tục trong phần 2 của ngày hôm nay với lại võ sư Ung um Kim Lân. Trước yeah. à, hết, thầy có thể cho biết thêm nữa là khi chúng ta nói về ITF ở hoa kỳ mà người việt nam thì thầy có thể giới thiệu cho khán giả biết là hiện nay ai là người chịu trách nhiệm đó và nếu mà nói về ITF của tổng hội ITF ở tại hoa kỳ mà của người ngoại quốc hay là người mỹ đó thì ai là cái người đang chịu trách nhiệm vậy thưa thầy yeah, ở hoa kỳ lúc đầu tiên chỉ có một cái ITF thôi <laughs> là của ông Grand Master ông nguyễn nguyễn văn bình yeah. nguyễn văn bình thầy yeah. bình ở texas ở, ở, texas, ở yeah. houston yeah. Yeah thì năm đầu hết nhưng mà Mỹ sư Mỹ lớn quá tại như là nó có nhiều phe uh, taekwondo lắm có nhiều người uh, bởi vì lý do cái uh, private lý do chính chính trị như là private như, như không phục với nhau yeah. thành ra vậy có thêm ba ba cái organization khác yeah lúc đầu thì mấy người không hợp nhau thấy ở về tôi này đáng lẽ ra không không công nhận với công nhận mỗi xứ một 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 ITF một, 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 đồng, một thôi yeah. nhưng mà sau này thấy ở xứ Mỹ tại nó lớn với là mấy người kia cũng giỏi nữa yeah. thành ra phải chấp nhận compromise à. yeah, nhận yeah, compromise dạ <laughs> yeah. 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 sau này cái nhưng mà mấy năm sau này mấy bốn cái organization nó làm việc chung với nhau yeah. thì cũng đỡ Yeah. nhưng mà thầy Bình chính là người chịu trách nhiệm cao nhất yeah. như vậy là khi một cái người võ sinh của Taekwondo đi học thì họ sẽ được cái đẳng Đai đen một đẳng hai đẳng ba đẳng hoặc là đai đen đệ nhị đẳng đệ tam đẳng yeah. thì như vậy là, là ai là cái trung tâm cái organization nào mà chứng nhận để mà cung cấp cái cái đẳng đó cho các võ sinh cái cái luật của của ITF là như vậy thầy muốn chấm lên đẳng phải nhất bốn đẳng chấm được bốn đẳng mới ngồi để mà chấm, chấm, chấm các được không rồi yeah. mà người bốn đẳng chỉ chấm được tới hai đẳng thôi chỉ chấm được phần nửa cái đẳng của yeah, mình đẳng của mình yeah. cái đai của mình đó. Yeah. chỉ có người bảy đẳng mới chấm được lên tới sáu đẳng năm đẳng còn muốn lên tám chín tên bảy đẳng lên bảy đẳng tám đẳng thì phải tuổi này chấm tuổi người mấy người chín đẳng mới chấm được mấy người đó yeah. Ừ, cũng xin phép thưa rằng nó là cái đai đen để nhất đẳng, để dị đẳng, để tam đẳng ừ. hay là tức là để cũ đẳng quyền đai là yeah, cao nhất hay yeah, là mình có 10 đẳng tại vì theo cái uh, philosophy của ông tổ sư ông chia ra 10 cấp. Tức là từ đai trắng lên tới đai đỏ là 10 cấp. Dạ. Yeah rồi từ đại đen là từ câu một đẳng tới chín đẳng, yeah. ông chia là chín đẳng tại ông nói cái số chín là cái số tốt nhất rồi tốt nhất với lại cái số theo người tàu viết uh, 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 ba giờ dạ gạch về ở trên hết là uh, trời, chính giữa là người ta uh, Như ở, đất. Yeah, ở dưới Để đất đất, đất. Yeah, người mà gạch một cái về là nói liền cả ba nữa cái mà chung với nhau lại là ông vua, dấu hiệu của ông vua. Nói yeah. vậy ông nói 3 mà nhân 3 là 9. Bây giờ ông lấy số 9, ông 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 làm gì cũng có số 9, ông thích số 9. Yeah. Đấy, với Bởi là cái lại tuổi này anh tập từ cấp 10 anh lên cấp 1, tức là đại đỏ. tức là anh 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 number 10 anh lên yeah. number 1 sau đó anh, anh trở lại cấp uh, một đẳng yeah. tức là anh là beginner anh là yeah. học trò học trò một đẳng hai đẳng ba đẳng của đai đen là kêu là beginner yeah. tức là mấy người mới còn bốn đẳng năm đẳng sáu đẳng mới là mới là phân nửa thầy thôi cũng chưa là thầy nữa yeah. muốn master thì phải bảy tháng tám đẳng kêu là master Yeah. chính hẳn là kêu grand Master nhớ grand master. Yeah, ông lấy uh, philosophy của ông tổ sư ông nói mày mới học có mấy mấy năm mày lên đại đen mày mày kêu là mày là thầy cũng đâu được, mày yeah. thầy của cho cơ thể mày chứ không thầy ở trong cái, cái và cái giấy chứng nhận của ITF về đại đen hiện nay là ai chịu trách nhiệm để mà ký và đóng mộc không à, nếu mà thầy à, mấy anh, anh anh chấm xong anh anh ký tên công nhận cái người nào mà lên đây đen hình gửi về cái 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 cái, cái, cái hết cọt ở Tây Ban Nha, mà yeah. Tây Ban Nha nó cấp bằng, cái issue nó mới cấp yeah. cái yeah. bằng chính thức, yeah. yeah. chính thức. Tức là yeah. cái người thầy mà quyết định là cái người đó đậu hoặc yeah. là được qua được cái đệ nhất đẳng hay gì? Yeah. Là... Nhưng mà trước đó là phải xét trước, hết yeah. coi ông đó, ông có mấy người mà thi phải có đầy đủ giấy tờ học đầy đủ đúng như vậy không? Yeah. Chứ không phải có người mới học có một năm cái xin thi đai đen nó có kiểm soát tại nó, nó bây giờ có nhờ technique của của computer thành ra mà ai mà muốn vô cái vô dồn nó nói anh này mới học có một năm sau thi được yeah. tại vì từ từ cấp đai đỏ mà muốn lên đai đen phải chờ một năm yeah. Bắt cũng, như yeah, vậy. cũng như một đẳng cũng lên hai đẳng mới chờ hai năm yeah. hai đẳng lên ba đẳng chờ ba năm vậy. Yeah. và khi mà chúng ta nói tới em, những người chính đẳng thì thầy có thể cho biết rằng có bao nhiêu người có chính đẳng giống như thầy hiện nay khắp à, nơi trên thế giới chính đẳng thì có nhiều lắm yeah. tại vì đáng lẽ hồi xưa cái theo là, uh, philosophy của ông tổ sư chỉ có một người chính đẳng thôi yeah. nhưng mà sau này ông thấy vậy cũng không được bởi vì ông cho ai mà chờ tới quá tới 9 năm, 8, 9 năm thì cho lên chính đẳng luôn yeah. Bởi vậy bây giờ nhiều lắm Những bài quyền cuối cùng để mà được lên chính đẳng thì có những cái ràng buộc nào đối với là một cái người giáo sư không tới... từ 8 đẳng trở lên Ngày xưa thì tới 6 đẳng thôi, bắt yeah. thi từ, từ 7, 8, 9 đẳng là khỏi khỏi, khỏi, khỏi thi chỉ cho bằng, cấp bằng thôi yeah. Nhưng mà phải có, cả, cả kiểm soát, resort research với coi coi anh nó có, có có làm việc gì đàng hoàng với tổng hội không thì coi cái cái như là curriculum vitae yeah. coi ông, ông ông có làm việc chung có phải là member hay tùng thì mới 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 cho mới cấp bằng được yeah. sau này cái tuổi này mới thấy là nếu mà làm như vậy cấp bằng mà cho tự nhiên như vậy thì mấy ông không có theo tập nữa Với vậy mới ra cái luật mới là bắt đầu phải phải thi hết yeah. chỉ có lên chính đẳng là khỏi khỏi khỏi, khỏi thi thôi Chính yeah. đẳng phải chờ tám chín năm thì trong tám chín năm nữa mình kiểm soát coi mấy mấy ông đó có có làm việc đàng hoàng hay có, có trong từng uh, trong quá khứ có có tập hay là có đi học không yeah. tại vì trong mấy mấy sau từ ba đẳng trở lên đó bắt buộc cái kêu là obligatory là phải học cái kêu là cái seminar kêu là IIC yeah. International Instructor Course bắt buộc phải học Mở qua những cái khóa như mấy, vậy, Mở qua mấy khóa cái khóa đó để dạy để tới để mà học để mình mình coi coi mấy người đó có, có phải học đúng không? Dạ, và kính thưa quý vị chúng tôi cũng được một cái dịp để mà xem thầy Ung Kim Lân giúp cho các em à, võ sinh taekwondo ở tại vùng thủ đô Hà đốn ở trong cái nhà Việt Nam thì chúng tôi có thấy được rằng đó là à, khi mà thầy đến với lại trung tâm đó, thì thầy dạy những cái điều rất là căn bản Ừ. rất là căn bản. Yeah, cùng... Thì có lẽ là cái đó là một những cái mà khi mà chúng ta càng học lên cao thì chúng ta mới nhìn thấy được cái căn bản là quan trọng. Yeah. Do đó nên các em nó học lẹo quá khi nó mất cái căn bản. Yeah. Do, yeah. Do đó nên cái võ học taekwondo cái căn bản nó buổi đầu là phải có như thế nào mới gọi là căn bản vậy thưa thầy. Yeah, cái căn bản học taekwondo lúc đầu có thể boring chút tại vì phải học căn bản phải học tại sao phải cái tay phải nắm về tay phải nắm về phải đứng phải học không có chưa có học đấu hay là mấy phần đông mấy mấy em trẻ mấy em nhỏ muốn vô là học đấu là liền nhưng mà từ từ cái mình học mình biết cái 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 philosophy của taekwondo mình thấy à, cái taekwondo không phải là học để mà đánh nhau hay là hay là để học self defense mình học để mà giúp đỡ người này người kia với là học respect bởi vậy cái taekwondo quân đô mình học uh, cho mấy đứa nhỏ rất, là tốt yeah. Tại nó học uh, kêu là uh, đối đãi với mấy người uh, mấy mấy, mấy mấy chung quanh so, 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 so đó, là, mình dạ, dạ, Nó dạ, 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 cái giúp cái đó yeah, yeah, Và cái tính kỷ luật tự giác dạ, cũng cái cao respect, nữa, yeah. học cái respect Bởi vậy trong cái taekwondo quân đô trước khi học á, phải dơ tay lên thề có, năm cái cái có, cái lời, tâm niệm hay là lời thề phai ốt lời hứa sau đó có, 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 năm cái kêu là cái goal dạ mục, đích bởi vậy cái đầu tiên hết là cái, cái năm cái goal trước đầu hết là cái 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 kêu là lễ phép phải học lễ phép với cha mẹ với này mấy người lạ hay mấy người già yeah, rồi sau đó mới học cái tin tưởng, rồi sức mạnh, rồi học uh, kiên nhẫn, yeah. 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 cuối cùng phải học kêu là bất khuất, yeah. là không có sợ. Yeah. Uh, cái taekwondo nó có, có nhiều lúc hay cái là mấy đứa nhỏ nó học xong nó biết, nó, 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 nó không phải nó mạnh trong cỡ, cơ thể mà nó lại có cái nó đi đi học nó có cái concentration nó uh, tốt, tốt yeah. hơn là mấy đứa nhỏ khác tại mấy đứa nhỏ khác cũng như anh anh học cả chừng một hai tiếng nó mệt nó, nó nó quên còn mấy đứa nhỏ mà học taekwondo thường thường, thường nó học nó, nó cái mạnh. thể chất Chứ là nó, 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 nó là... làm gì thì nó, nó khỏe nó, nó nó muốn làm tới nơi nó trốn nó có ý chí nó có ý chí dạ yeah. 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 à, xin được cảm ơn thầy dạ yeah. yeah. ừ. à, kính thưa quý vị vì lý do thời lượng chúng tôi tạm ngưng ở đây và chúng tôi ừ. hy vọng rằng trong cái chuyến công tác sau này của thầy Ung Kim Lân mà đến vùng thủ đô Hà Thành đốn thì chúng tôi sẽ có những cái tìm hiểu thêm À, về một số những cái bên trong về võ đạo của Taekwondo. Ừ. À kính thưa vị, chúng tôi rất tiếc là chúng tôi phải ngưng ở đây. Dạ. Xin được cảm ơn thầy Ông Kim rất à, nhiều và xin thầy cảm ơn những công tác ở Jamaica thành công. Dạ, dạ cảm ơn nhận, nhận nhiều đã dạ, cho tôi có dịp để nói chuyện với mấy người Việt Nam khán giả Được biết rằng cái medical Che gần như là chỉ có cái hãng Inada này ở Nhật họ đã có một cái bản phát minh độc quyền cho nên ngay ở Nhật cũng không có một cái công ty thứ hai sản xuất cái này cho nên phải nói rằng Inada là một công ty hàng đầu của Nhật và cũng là hàng đầu thế giới không những là ghế uh, xoa bóp mà kể cả ghế y khoa nữa. 4 bốn năm trước thì tôi uh, có một cái tai nạn xe cộ, vâng. thì tôi còn đến cả một cái văn phòng của bác sĩ uh, về chỉnh hình để mà chữa trị cho tôi, thì tôi còn yêu cầu bác sĩ là thôi để tôi về nhà tôi nằm trên ghế này, vâng. uh, tôi nghĩ là nó còn có hiệu quả hơn là nằm trên ghế của bác sĩ trong vấn đề vật lý trị liệu phải công nhận một điều là ghế massage Inada của Nhật này đã làm cho Hương Lan bớt đi rất nhiều cái vụ đau thắt lưng và thần kinh tọa hành hạ mình từ mấy năm qua. Inada Dreamway Medical Chair là chiếc ghế massage vật lý trị liệu tốt nhất thế giới do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế và được làm tại Nhật, chỉ có tại Teletron. Giá sale 8.799, trả góp dài hạn không tính tiền lời, giao đến tận nhà, lắp ráp miễn phí trên toàn Hoa Kỳ kính thưa quý vị đến đây chương trình phát hình của SBTN Washington DC xin được chấm dứt cảm ơn quý vị đã theo dõi kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an bình và hạnh phúc chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.